Chúng tôi sẽ đổi chỗ. Hôm nay là một ngày đáng nhớ. Ngày hôm nay thật tuyệt vời. Chúng ta nên có một cái mới. Bác lo xa, con phải đi xa. Bố, con đang chơi với bạn mà. Sư tử con rơi xuống đất. Bản thân của mình đã biến mất. Sư tử con đã chậm quá rồi. Tuy nhiên, anh ấy có một chiếc điện thoại. Rẽ trái ở đây, sau đó rẽ phải. Rồi bạn sẽ trong tầm mắt mình ngay. Mình thấy nhà mới của gấu trúc rồi. Bạn của mình sẽ quay về cùng mình thôi. Lén lút như một chú chuột nhỏ. Mang anh ấy về nhà mà không ai biết điều đó. Mình sẽ thử một cái gì đó khác thay vì vậy. Đặt một số bánh xe vào giường anh ấy. Đẩy bạn mình qua cửa. Anh ấy không còn sống ở đó nữa. Bà gấu trúc gọi 911 ngay. Sư tử con đang vui vẻ bên ngoài. Được rồi, dừng lại ngay con trai. À, mình đã làm gì thế này? Con về nhà đi, con cũng vậy. Những đứa trẻ không biết phải làm gì đây. Những ông bố đã giải quyết rắc rối. Đôi mắt của sư tử con mở to khi thấy bạn mình ở ngoài đó. Trải nghiệm này vui quá đi mất. Nhưng đáng tiếc, chúng ta đã hoàn tất. Lướt trên đường trượt dài. Wow, một hành trình hoang dại. Sư tử con, đừng đi nhanh quá. Đây là nơi con không thể đi qua. Chờ đã, điều này thật tệ. Con sẽ đi qua, con mặc kệ. Với một cú trượt, sư tử con ngã xuống nước. Ở bên đó đi nào. Dạ được rồi. Sư tử con nói xạo. Thật là vui quá, vui đùa giữa ánh nắng mùa hạ. Thảm họa đến bất ngờ với một tiếng tõm nhỏ. Ôi không, bông tai của tôi. Mình có thể lấy nó ngay thôi. Ok nhỏ, không không được qua đó. Ta sẽ lấy nó. Bố biết mình gặp rắc rối khi ông đã thở hết hơi rồi. Bố hít vào một hơi thật to. Ta không thể bơi xuống đó. Mình biết phải thử gì. Xin lỗi cá, nói tạm biệt đi. Ý tưởng này cũng ra gì đấy. Ok nhỏ, hãy bơm ngay. Công việc này dễ ợt cho đến khi Oki nhỏ nghỉ mệt. Điều gì đang xảy ra trên đấy? Oki nhỏ, sao con dừng lại vậy? Bố bơm nhanh và nhanh hơn để tránh một thảm họa lớn. Chào bạn, của bạn đây. Bạn thật sự tuyệt vời, bạn biết đấy. Đừng qua đây nữa con ơi. Chúng ta vẫn có thể vui chơi. Nảy lên như quả bóng cao su. Tất cả mọi người đều thích thú. Pizza, mẹ ơi mua cho con. Nó sẽ rất rất ngon. Xin chào, hãy ngồi ghế. Món ăn của tôi ngon khỏi chê. Lấy bột pizza và chương trình sẽ diễn ra. Mình thích anh chàng vui nhộn này. Cẩn thận quạt chân đấy. Vòng quay ngày càng nhanh chóng. Buổi biểu diễn thật thất vọng. Sư tử làm mặt ngốc nghếch. Trong khi khách rời đi hết. Nhưng trước khi họ chia tay, sư tử có thể thử lại. Mình có bánh và trái cây. Có thể làm gì đó đáng yêu ngay. Đặt bánh quy giống như này. Đồ ăn ngon đến đây. Nhìn nó không quá tồi. Nhưng làm chị gái giận rồi. Mình là viên kẹo nhỏ. Mình nên dùng công cụ đó. Quay đều nha. Liệu nó có làm được? Không ai biết cả. Làm pizza thật vui. Cái này sắp xong xuôi. Giờ thử với trái cây. Sẽ thật ngon tuyệt đây. Bánh pizza ngon tuyệt vời. Đặt nó vào đĩa rồi. Ai gọi món ngon vậy? Vâng, chúng tôi đây. Một cái cho bạn. Pizza thứ hai cũng đã sẵn sàng. Cái máy làm việc rất lẹ. Làm pizza thật vui vẻ. Trong chuỗi làm pizza thông minh, thậm chí có thể làm pizza chính mình. Anh Đào đã nở hoa. Ôi, chúng rơi nhanh quá. Sư tử gặp ai đó trong làng. Nữ hoàng mặc chiếc váy duyên dáng. Người có thể cho tôi một chút? Để ta suy nghĩ chút. Người có thể nhận hạt mẫu. Cô ấy đáp trả thỉnh cầu. Đến lúc đi ngủ đây. Hạt giống kẹt trong đáy. Ngủ suốt cả đêm dài.
thức giấc vào sáng mai. Đến giờ thưởng thức đồ uống, tôi nghĩ mầm cũng muốn. Có gió mạnh hôm nay, làm cây của tôi suýt bay. Cái này sẽ giúp bạn đấy hả? Nhưng những cảnh cây bay qua, ta sẽ trả lại chúng. Sự tấn công của sư tử đặc chủng, ta sẽ đánh bại mày và mày. Vẫn còn một cành đang bay. Tôi ổn mà. Một ngày tuyết rơi à? Mọi thứ trở nên lạc hậu. Tôi không để bạn lạnh đâu. Lại một đêm khác qua đi, thức dậy với khung cảnh hùng vĩ. Wow, cây của tôi đã to. Nữ hoàng cũng thấy nó. Hãy nhìn số cây anh đào. xin chào, mời bạn vào. Ta có thể vào không hả? Ta có sô-cô-la làm quà. Sư tử nói không quá nhanh. Và việc trả thù hoàn thành. Đếm số hộp 1, 2, 3. Bên trong có bạn và ta. Bên trong hộp số 1. Ôi, trông vui quá. Khi con trỏ bật ra, sư tử chị kêu la. Đến lượt mình, ôi sợ quá. Một bé dễ thương, đầy lông lá. Thú cưng, mình rất thích. Nhưng ở đây có không ít, thú nhỏ nhiều không đếm nổi. Đến mình mở một cái thôi. Quái vật gầm man rợ, điều này làm tôi sợ. Cô ấy gầm to rồi, mình nên trốn đi thôi. Mình đã mở xong số hộp này, chị của mình ở đâu đây? Mình sẽ thử lần nữa xem sao, số hộp làm mình khóc thật đau. Giờ để mình xem. Cảm ơn đã thả em. Chị không có ở đây, tìm chị hoài không thấy. Mặt cười không giúp gì cả. Đây là một chú rơi Poppit hả? Mình sẽ tìm chị thật nhanh gọn. Bí quyết là đồ ăn ngon. Mình biết nó sẽ làm tốt. Chị Oggy nói với nụ cười khẩy. Khi cô ấy cắn một miếng, một chiếc hộp khác lên tiếng. Một quái vật đần độn. Chúng ta cần chạy trốn. Chơi cùng ta đi mà. Liệu họ có thể đem nguy hiểm ra xa? Chờ chút, mình muốn chơi thôi. Các cô gái đã chạy rồi. Xem tôi tìm thấy gì này. Thả tất cả chúng xuống đây. Khi bước lên quả bóng, quái vật ngã nhanh chóng. Nhanh nhanh, phải chạy ngay. Cẩn thận đường đi, con gái. Đừng cắn nữa nha. Bố dùng hết sức kéo ra. Ảnh điền quá, bạn tôi. Ôi không, gặp con hổng rồi. Có vẻ bạn đang gặp nạn. Rất tiếc cho sự bất hạnh của bạn. Cặp tôi đẹp và mới tinh này. Buồn cho bạn thật đấy. Hôm nay ta không có tiền bạc. Nhưng có thể có cách khác. Yup, việc này sẽ suôn sẻ. Cắt một chút gỗ nhé. Đóng đinh 1, 2, 3 thôi. Tôi đóng chính mình rồi. Cảm ơn bố, quá tuyệt luôn. Con phải đi trước khi muộn. Cặp của tôi mới đấy. Cái gì đây? Của bạn có thể mới nhất, nhưng của tôi cần tất. Thật là một thứ tuyệt vời. Biến thành xích đu để chơi. Thật là thoải mái. Mình cũng muốn một cái. Heo nói và cười khẩy. Bạn không được vào đây. Tôi đã có phương án. Xây một căn nhà cho hai bạn. Vào trong, chúng ta cùng chơi. Wow, một ngày tuyệt vời. Ném cái lõi táo đi thôi. Không vui nữa rồi. Có mưa à? Được thôi, không sao cả. Mưa như chút nước. Mình không trụ được. Ok, cặp sách, biến hình mau. Tôi sẽ cứu bạn khỏi cơn bão. Cặp sách tuyệt diệu. Tất cả hành khách lên tàu đi thôi. Hãy giữ tàu lại giùm tôi, tiêu rồi. Mình không kịp lên tàu. Ôi, một ngày thật đau. Bỏng ngô, coca và một ít kẹo gôm này. Tàu hãy chú ý vì mình đến đây. Mình sẽ dùng máy bắn này làm điều chưa từng thấy. Trên chiếc vali tốc độ cao, cuối cùng đã kịp chuyến tàu. Mình có vé trong tay. Ôi trời ơi, hãy vào đây.
giữ chặt để dừng lại nhé mọi người ơi. Trước khi chúng ta bị rơi. Sư tử cầu bị hỏng rồi, chúng ta tìm đường khác thôi. Mình đã biết cách xử lý. Lấy kẹo gôm và nhai thật kỹ. Đặt những bong bóng lên trên đầu. Rồi chúng ta sẽ trôi qua cầu. Kẹo gôm giúp ta lơ lửng và trôi. Mọi người hãy tận hưởng chuyến đi thôi. Thì tất cả bóng tan biến, chúng ta tiếp tục tiến. Tàu lại dừng lại. Ôi, nhưng mình có kế hoạch rồi. Bước đầu tiên của kế hoạch trên là làm nóng chiếc chảo lên. Sau đó thêm ngô vào và chờ xem cho vui nào. Làm nóng lên, đợi chúng nổ. Giờ tàu không còn dừng một chỗ. Chaka chaka chu chu. Chuẩn bị chụp ảnh nha. Những bức ảnh làm tôi cười phá. Rocket trên đường đến công ty. Ế, đúng thật là vô duyên. Chụp ảnh không, bạn Hiền? Bấm nút để có hình. Bức ảnh thật hóm hình. Chuột về nhà thật mau. Ảnh đến như một cơn bão. Hình 1, 2, rồi 3. Điều gì đang được phát hiện ra? Ảnh bạn chụp tôi một tấm. Có thể bạn sẽ không thích lắm. Buồn cười quá đi thôi. Ok, sư tử bạn xong rồi. Tôi sẽ chụp bạn đây. Ha, chồng cũng buồn cười y vậy. Đến lúc cho bạn bài học, tôi đoán bạn sẽ thật ngốc. Răng của sư tử lộ ra, khiến họ chạy một dặm xa. Đi đến một nơi khác, một nơi với rất nhiều cát. Một điểm du lịch hoàn hảo, nhưng với cánh cụt nhiệt độ quá cao. Để đánh bại cái nóng này, tôi cần kem lạnh ngay. Em khổng lồ. Vâng, cảm ơn nha. Hả? Đầu tôi đang đông đá. Hơi thở lạnh như tuyết. Hả? Trông thật tuyệt. Chưa xuống dốc bắc này. Là một hành trình thú vị đấy. Đến lúc chụp hình rồi. Họ đáng yêu quá đi thôi. Làm ơn tránh đường tôi ngay. Xe đẩy không được phép ở đây. Mình chẳng thích bị té. Bác bảo vệ đang trượt dài nè. Việc chạy xe đã hoàn thành rồi. Mình cần tìm gì đó vui hơn thôi. Chạy lên thang cuốn đang xuống dốc. Không bắt được tôi đâu chú. Hãy đợi đấy. Ta sẽ bắt nhóc thật mau. Không thể với tốc độ đó đâu. Tiếp tục chạy và chạy. Trò này vui thật đấy. Đi lên thang cuốn theo hướng chính xác. Ta sẽ bắt được nhóc vào một ngày nào khác. Điều này thật tệ đấy. Nhưng nếu mở cả hai bên mình sẽ thắng này. Bật công tắc chuyển đổi. Để xem nhóc làm gì để chạy khỏi. Cuối cùng thì mình sẽ bắt nhóc này. Khi lao xuống dưới đây. Đến lúc bắt nhóc rồi. Phải chạy khỏi bên dưới thôi. Mình cần phải lên trên đấy. Quên đi, mình sẽ ngừng lại đây. Giờ thì quay lại trên đó. Chạy nhanh lên nào sư tử nhỏ. Mình cần nghỉ ngơi thôi. Đó đúng thật là một rắc rối. Đến lúc mình phải đi. Nhóc con, chiếc xe này thật tuyệt nhỉ. Hãy quay trở lại đi mà. Hẹn gặp lại nhóc nha.